Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Theo đài truyền hình CNN, trong một sự kiện vận động tranh cử ở bang Arizona vào ngày 12 tháng 9, ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết ông không cần một trận tái đấu vì ông đã giành chiến thắng trong cuộc tranh luận vào tối ngày 10 tháng 9, bất chấp có nhiều đánh giá từ các chuyên gia và những thành viên của cả hai đảng cho rằng nữ phó Tổng thống Kamala Harris chiếm ưu thế trong cuộc tranh luận. Ông Trump phát biểu, bởi vì chúng tôi đã thực hiện hai cuộc tranh luận và đã thành công, nên sẽ không có cuộc tranh luận thứ ba. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã quá muộn, cuộc bỏ phiếu đã bắt đầu. Ông Trump đồng thời ám chỉ đến cuộc tranh luận đầu tiên của ông với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden hồi tháng 6. Theo nhiều chuyên gia quan sát, một trong những lý do có thể khiến ông Donald Trump không thể tiếp tục tham gia tranh luận là do ông, người thường không thể cưỡng lại cơ hội thống trị màn ảnh nhỏ, không thích lặp lại một cuộc đối đầu mà ông không chuẩn bị, không tập trung và lãng phí cơ hội tốt nhất để hạ gục đối thủ. Xét đến cùng, ông Trump muốn giảm thiểu rủi ro, đặc biệt là trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy ông đang trong thế giằng co xít sao với bà Harris trong cuộc đua mà vốn dĩ những lợi thế chính sách về các ưu tiên hàng đầu của cử tri như nền kinh tế và nhập cư giờ đây không còn nữa. Sau màn tranh luận trên sân khấu ABC News ngày 10 tháng 9, Phó Tổng thống Kamala Harris nói với người ủng hộ rằng bà và ông Trump nợ cử tri một cuộc tranh luận khác. Động thái của ông Trump đã khiến chiến dịch tranh cử của bà nghĩ rằng cựu Tổng thống đang sợ tranh luận. Rõ ràng, ông Trump thường là người hay thay đổi quyết định, nhưng tuyên bố của ông về việc sẽ không có cuộc tranh luận nào khác với bà Harris lần này có vẻ cứng rắn hơn nhiều so với tuyên bố trước đây của ông. Brian Lanza, cố vấn cấp cao của chiến dịch tranh cử Donald Trump, nhấn mạnh tuyên bố của ông Trump không tham gia tranh luận là một quyết định mang tính chiến thuật. Cố vấn Brian nói trên chương trình của CNN, "Không phải vì sợ hãi, mà là vì ưu tiên của chúng tôi khi cuộc bầu cử kết thúc. Chúng tôi có nhiều cơ hội hơn thông qua các cuộc phỏng vấn trực tiếp, thông qua các sự kiện tập hợp, thông qua việc đến các tiểu bang và tạo ra tác động, hơn là tham gia vào một cuộc tranh luận, gây bất lợi cho cựu Tổng thống Trump." Trong khi đó, Alyssa Farah Griffin, một bình luận viên của CNN, từng là giám đốc truyền thông Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Donald Trump, đã dự đoán một kịch bản mà cựu Tổng thống có thể thay đổi suy nghĩ trong bối cảnh ngày bầu cử đang đến gần. Bình luận viên Griffin nhận định, "Tôi dự đoán ông ấy có thể thay đổi thái độ về vấn đề này. Nếu màn thể hiện của bà Kamala Harris tại sân khấu tranh luận giúp bà chiếm được ưu thế trong các cuộc thăm dò ý kiến, có thể trong vài tuần tới, ông Donald Trump sẽ lại thách thức bà ấy tranh luận tiếp. Ông ấy có thể cần một khoảnh khắc lớn để duy trì khả năng cạnh tranh với bà ấy." Ông Trump bóng gió nói bà Harris đã thua trận. Hôm 12 tháng 9, hai ngày sau cuộc đối đầu tiên giữa hai ứng viên tổng thống ở bang Philadelphia, ông Donald Trump nói rằng bà Harris chỉ muốn một cuộc tái đấu vì ông rõ ràng đã chiến thắng. Một cuộc thăm dò nhanh sau cuộc tranh luận hôm 10 tháng 9 cho thấy cử tri cảm thấy ứng viên Harris đã thể hiện tốt hơn so với đối thủ. Ông Trump nói thêm rằng bà Harris nên tập trung vào công việc của bà với tư cách là phó tổng thống. Ngay sau đó, tại một cuộc vận động tranh cử ở bang Bắc Carolina, bà Harris phản hồi bằng cách nói rằng họ nợ cử tri một cuộc tranh luận khác vì những gì đang bị đe dọa không thể quan trọng hơn. Các cuộc thăm dò cho thấy hai ứng cử viên đang trong cuộc đua cực kỳ xít sao trong khi chỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày bầu cử. Cả hai đều tuyên bố chiến thắng sau cuộc tranh luận kéo dài 90 phút trên ABC News hôm 10 tháng 9, trong đó bà Harris đã làm ông Trump bối rối với hàng loạt lập luận tấn công cá nhân khiến ông phải tự vệ. Những lời này bao gồm nhận xét về số lượng người tham gia buổi vận động của ông Trump và hành vi của ông trong cuộc bạo loạn tại điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Ứng viên Trump và những người ủng hộ ông đã buộc tội hai nhà báo ABC News điều hành cuộc tranh luận là không công bằng và thiên vị bà Harris. Hôm 12 tháng 9, ông Trump nói rằng ông không cần một cuộc tranh luận khác. Ông Trump viết trong một bài đăng dài trên mạng xã hội Truth Social, khi một võ sĩ thua trận, những lời đầu tiên anh ta nói là tôi muốn tái đấu. Các cuộc thăm dò rõ ràng cho thấy tôi đã giành chiến thắng trong cuộc tranh luận với bà Harris, ứng cử viên cực tả của Đảng Dân Chủ, và bà ấy ngay lập tức yêu cầu cuộc tranh luận thứ hai. Cựu Tổng thống đã tổ chức một cuộc vận động ở bang Arizona vào hôm 12 tháng 9 và đã có cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Telemundo Arizona ở hậu trường. Ông Trump nói về cuộc tranh luận thứ hai với bà Harris. Chúng tôi nghĩ điều đó là không cần thiết. Chúng tôi nghĩ rằng mọi thứ đã được thảo luận. Tuy nhiên, đội ngũ hỗ trợ tranh cử của bà Harris đã kêu gọi một cuộc tranh luận thứ hai. Họ nói rằng cử tri đã thấy sự lựa chọn của họ sẽ phải đối mặt tại thùng phiếu, tiến lên cùng Kamala Harris hoặc quay lại với Trump. Đội ngũ hỗ trợ tranh cử cho bà Harris tuyên bố, Phó Tổng thống Harris sẵn sàng cho cuộc tranh luận thứ hai, Donald Trump thì sao? Sau cuộc tranh luận, nhiều đại diện hỗ trợ chiến dịch tranh cử của ông Trump tin rằng ông Trump sẽ hoan nghênh một cuộc tranh luận khác. Tuy nhiên,
Ông Trump đã nói trên Fox News rằng cuộc tranh luận đã bị can thiệp và ông ít có xu hướng tham gia một cuộc tranh luận khác sau một đêm tuyệt vời của mình. Quyết định của ông Trump vào ngày 12 tháng 9 dường như mâu thuẫn với thông điệp trước đó từ chiến dịch của ông. Sáng ngày 11 tháng 9, Jason Miller, cố vấn cấp cao của cựu tổng thống nói với CNN rằng ứng viên Trump đã nói rằng ông sẽ tham gia 3 cuộc tranh luận. Cả hai đội ngũ hỗ trợ chiến dịch tranh cử của ông Trump và bà Harris đã thảo luận về một cuộc tranh luận trên NBC News vào ngày 25 tháng 9. NBC News chưa đưa ra bình luận về tuyên bố mới nhất của ông Trump. Adam Green, đồng sáng lập Ủy ban Chiến dịch Thay đổi Tiến bộ, một tổ chức đã tư vấn cho chiến dịch Harris World về thông điệp kinh tế, nói với BBC rằng quyết định của ông Trump là một lợi thế kép cho chiến dịch của bà Harris. Ông Green nói, cử tri sẽ có ấn tượng lâu dài với bà Kamala Harris khi bà ấy trông có tố chất tổng thống và đứng về phía họ. Điều đó có lẽ sẽ rất có lợi cho bà ấy. Một cuộc tranh luận khác có thể giúp cho bà Harris, nhưng cũng có thể làm lung lay hào quang hiện tại xung quanh bà. Jeremy Peterson, cử tri độc lập từ bang Utah, nói với BBC rằng ông không ngạc nhiên về quyết định của ứng cử viên Trump. Ông Peterson nhận định, nếu ông Trump không cảm thấy mình có thể ghi điểm trên mạng xã hội, thì không có lợi ích gì khi ông tham gia. Ông Peterson cũng nói thêm rằng, ông có lẽ sẽ ủng hộ bà Harris sau cuộc tranh luận ở Philadelphia. Ông Trump nghĩ bà Harris sẽ không có màn trình diễn như vậy và giờ ông ấy đang sợ hãi. Ông Trump không thể ngăn chặn đà tiến của bà Harris qua cuộc tranh luận nên ông ấy cần một góc độ mới. Sau màn tranh luận tổng thống của ông Trump và bà Harris hôm 10 tháng 9 theo giờ địa phương, một số chuyên gia y tế đã tỏ ra lo lắng về tình trạng sức khỏe của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Cựu tổng thống thường tự nhận định rằng bản thân luôn vượt trội trong các bài kiểm tra năng lực trí tuệ và khẳng định rằng ông hiện có nhận thức tốt hơn so với thời điểm 20 năm trước. Tuy nhiên, chuyên gia Richard Friedman thuộc trường y Weill Cornell tại Mỹ lại có ý kiến trái ngược. Ông Friedman cho biết đã theo dõi cuộc tranh luận tổng thống ở Philadelphia và chú ý nhiều đến từ vựng, sự mạch lạc trong lời nói cũng như khả năng thích ứng với các chủ đề mới của các ứng cử viên. Chuyên gia này cho biết, ông Trump đã trả lời lan man và gặp khó khăn trong việc tự bảo vệ mình khi đối mặt với bà Harris tối ngày 10 tháng 9. Đánh giá về đối thủ của ông Trump, ứng viên đại diện Đảng Dân Chủ Kamala Harris, ông Friedman cho biết rằng tình trạng sức khỏe tâm lý của bà vẫn bình thường và có màn thể hiện tốt hơn cựu tổng thống. Bà Harris đã làm giảm tần suất vận động tranh cử và dành nhiều thời gian chuẩn bị cho các cố vấn của mình trước khi bước lên sân khấu tranh luận với ông Trump. Trước đó, tình trạng sức khỏe tâm thần của ông Biden, 81 tuổi, cũng đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông sau màn thể hiện kém thuyết phục của ông trên sân khấu tranh luận với đối thủ Donald Trump hồi cuối tháng 6. Nhiều đảng viên Đảng Dân Chủ lúc bấy giờ đã thuyết phục ông chủ Nhà Trắng rút lui khỏi cuộc đua và nhường ngọn đuốc lại cho một ứng cử viên trẻ tuổi hơn. Đầu tháng 7, Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố ngừng tranh cử và ủng hộ bà Kamala Harris thay thế vị trí của mình. Cựu Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố sẽ không có cuộc tranh luận Tổng thống thứ 3 sau một cuộc thăm dò mới cho thấy đa số cử tri cho rằng ông đã thua bà Harris trong cuộc tranh luận mới này. Quyết định của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối tham gia cuộc tranh luận khác với ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris đánh dấu một thời khắc quan trọng trong chiến dịch tranh cử năm 2024. Theo đài truyền hình CNN, trong một sự kiện tại vận động tranh cử ở bang Arizona ngày 12 tháng 9, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa cho biết ông không cần phải một trận tái đấu vì ông đã giành chiến thắng trong cuộc tranh luận vào tối ngày 10 tháng 9, bất chấp có nhiều đánh giá từ các chuyên gia và những thành viên của cả hai đảng cho rằng nữ phó Tổng thống Kamala Harris chiếm ưu thế hơn trong tranh luận. Theo nhiều chuyên gia quan sát, một trong những lý do có thể khiến ông Trump không tiếp tục tham gia tranh luận là do ông, người không thể cưỡng lại được cơ hội thống trị màn ảnh nhỏ, không thích lặp lại một cuộc đối đầu mà ông không chuẩn bị, không tập trung và lãng phí cơ hội tốt nhất để hạ gục đối thủ. Xét cho cùng, ông muốn giảm thiểu rủi ro, đặc biệt là trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy ông đang trong thế giằng co xít sao với bà Harris trong một cuộc đua mà vốn dĩ những lợi thế chính sách về các ưu tiên hàng đầu của cử tri như nền kinh tế và nhập cư giờ đây không còn nữa. Sau màn tranh luận trên sân khấu ABC News vào ngày 10 tháng 9, Phó Tổng thống Kamala Harris nói với người ủng hộ của bà rằng ông Trump nợ cử tri một màn tranh luận khác. Động thái của ông Trump đã khiến cho chiến dịch tranh cử của bà nghĩ rằng cựu Tổng thống đang sợ tranh luận. Rõ ràng ông Trump thường là người hay thay đổi quyết định, nhưng tuyên bố của ông về việc sẽ không có cuộc tranh luận thứ hai nào khác với bà Harris
lần này có vẻ như cứng rắn hơn nhiều so với tuyên bố trước đây của ông. Sau khi kết thúc cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ông Donald Trump lên mạng xã hội tự nhận mình đã thể hiện tốt trên sân khấu. BBC News dẫn nội dung ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. Mọi người đang nói về chiến thắng lớn tối nay. Tôi nghĩ đó là cuộc tranh luận hay nhất của tôi từ trước tới nay, đặc biệt đó là 3 đối 1. Tuyên bố của cựu Tổng thống Mỹ nhằm chỉ trích những người điều phối cuộc tranh luận được đài ABC News tổ chức vào tối ngày 10 tháng 9 theo giờ địa phương. Tại sự kiện, hai người điều phối cuộc tranh luận trên truyền hình của ông Trump và bà Harris là David Muir, người dẫn chương trình tin tức New World Tonight, được xem nhiều nhất trên kênh ABC News, và Lindsay David, chuyên dẫn chương trình vào khung giờ vàng của ABC News Live. Theo ông Brian Hill, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Trump, những người điều phối chỉ phản bác các ý kiến mà ông Trump đưa ra trong cuộc tranh luận và cho rằng họ đang cố tình làm sai lệch kết quả. Nhiều người dự đoán cuộc tranh luận vào tối ngày 10 tháng 9 có thể là cuộc gặp trực tiếp duy nhất của ông Trump và bà Harris. Tuy nhiên, ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ cho biết bà sẵn sàng cho cuộc tranh luận lần thứ hai. Trong một tuyên bố được đưa ra ngay sau cuộc tranh luận với ông Trump kết thúc, người phụ trách chiến dịch tranh cử của bà Harris là Jen O'Malley Dylan cho biết bà Harris đã làm chủ sân khấu và sẵn sàng cho cuộc tranh luận lần thứ hai. Bà Dylan đặt câu hỏi, vậy ông Trump thì sao? Hiện chiến dịch tranh cử của ông Trump chưa lên tiếng phản hồi về tuyên bố từ phía Đảng Dân Chủ. Cuộc tranh luận tại Philadelphia giữa hai ứng cử viên tổng thống đã kết thúc sau 1 giờ 45 phút với hai lần nghỉ quảng cáo. Hai người không tương tác sau khi cuộc tranh luận kết thúc. Sau đó, cả hai đều cảm ơn người điều phối và quay về phía lối ra mà không nhìn nhau. Bà Harris và ông Trump đã thể hiện những hướng đi khác nhau sau phiên tranh luận. Theo đó, Phó Tổng thống Mỹ hứa sẽ tập trung vào tương lai, trong khi ông Trump vẫn mắc kẹt trong quá khứ. Bà Harris nhấn mạnh có kế hoạch giúp đỡ tầng lớp trung lưu, còn ông Trump lại chỉ trích bà Harris vì đã không thực hiện các kế hoạch khi còn đương nhiệm. Ông Trump liên tục nói, tại sao bà ấy chưa làm điều đó? Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!